Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hướng dẫn của mình ngày hôm nay. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể là add thẻ. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ một vài cách add thẻ cho mọi người nhé. Cách đầu tiên thì mọi người có thể sử dụng code. Thì code ở mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video, hoặc mọi người có thể là zone vào trong nhóm Discord của mình và vào trong phần ghi chú tài nguyên để có thể lấy code. Cách đầu tiên là lấy code. Thì khi mọi người có code thì mọi người sẽ điền những cái thông tin thẻ như ở những cái video trước mình hướng dẫn rồi nhá. Thì mọi người sẽ chuột phải khi mọi người truy cập vào trong phần cài đặt thanh toán này, thì mọi người sẽ dán cái code vào đây. Ở đây mình sẽ che lại thông tin thẻ nhá, vì đây là thẻ của mình. Đấy, mọi người dán code về, mọi người bấm enter. Đấy, enter. Sau khi enter xong thì nó hiện chữ done ở bên dưới và mọi người load lại. Nếu như mà nó không bị hold thì mọi người sẽ tiếp tục lên cam, còn nếu như mà bị hold thì cái đấy thì để ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm tài khoản quảng cáo bị hold sang không không bị hold nhá. Ở đây đấy là cách một. Cái cách thứ hai là chúng ta có thể là sử dụng luôn cái phần nhận hỗ trợ thanh toán quảng cáo của Facebook ở trên cái trình quản lý thanh toán này. Chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn vào phương thức thanh toán này. Đấy, và chúng ta sẽ lựa chọn vào tôi cần thêm phương thức thanh toán. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục bấm vào phần thêm phương thức thanh toán ở đây. Sau đó một điều lưu ý nữa đó là mọi người sẽ cần phải đổi cái quốc gia. Đấy, thì khi tài khoản mới nhá, đây là đối với tài khoản mới mọi người lưu ý đổi cái quốc gia mà mọi người muốn lách thuế. Ví dụ mình hay lựa chọn là Philippines hoặc là Trung Quốc hoặc là Hồng Kông hoặc là US nhá. Đấy, mọi người sẽ lựa chọn đây. Ví dụ như ở đây mình sẽ lựa chọn là mình sẽ thường dùng là Philippines. Mình sẽ gõ chữ Philippines vào đây. Đấy, sau mình lựa chọn Philippines và mình bấm tiếp tục. Cái đồng tiền đơn vị là mình vẫn để Việt Nam đồng nhé, và cái múi giờ thì mình vẫn để là múi giờ GMT cộng 7. Và mình bấm tiếp. Đây là cách thứ hai, thì mọi người sẽ điền thông tin thẻ như bình thường thôi. Đấy. Tuy nhiên là mọi người nhớ lựa chọn thêm một cái nữa vào, đó là tôi có một khoản tín dụng này nhé. Bấm tiếp này, mọi người add nhé. Đấy, add vào đây. Rồi, đây là cách thứ hai. Cái cách thứ ba đó là chúng ta có thể sử dụng đường link ở trên mobile, giao diện dạng mobile. Thì mọi người sẽ lấy cái link ở phần mô tả của video, mọi người sẽ dán vào đây và mọi người điền cái ID tài khoản quảng cáo vào. Đấy, đây là link đầu tiên. Rồi, bấm enter. Đấy, rồi ở đây thì mọi người cũng có thể là bấm chuột phải, bấm inspect. Sau đó mọi người sẽ lựa chọn bài phần lựa chọn device này. Đấy, rồi mọi người có thể lựa chọn một vài cái thông số như ở đây, ví dụ lựa chọn là iPhone hoặc là iPad này. Đấy, mình ví dụ là iPad đi. Được chưa? Đấy, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn là iPhone X. Đấy. Rồi sau chúng ta cũng sẽ có thể là bấm vào thêm phương thức thanh toán như bình thường thôi. Chờ một chút. Đấy. Rồi, chúng ta có thể bấm vào tiếp này, thêm phương thức như bình thường thôi. Rồi, nhập là tên này, số thẻ này, ngày tháng hết hạn này. À, tháng năm hết hạn này và ba số sau thẻ. Rồi đấy là cái cách thứ ba. Cách thứ tư, cái link, một cái link nữa, nó cũng là một cái giao diện của mobile thôi, nó là mtut.facebook này. Đấy. Nó chỉ khác nhau ở cái link thôi, còn cái cách làm thì nó vẫn tương tự nhá. Đấy, thì đây là cái cách thứ tư. Cách thứ tư là chúng ta có thể là sử dụng cái phần link mtut nhá. Rồi cách thứ năm đó là chúng ta có thể là add qua chương trình quản lý kinh doanh. Thì add qua trình quản lý kinh doanh thì mình vẫn đang sử dụng, và ở trên kênh mình đã có video hướng dẫn cụ thể rồi. Thì anh em và mọi người có thể là lên trên kênh YouTube của mình để tìm hiểu thêm nhé và xem cách làm nhé. Đó. Thì đó là năm cái cách mà mình vẫn hay sử dụng để add thẻ không bị hold. Và cái cách lên cam như thế nào thì khi chúng ta add thẻ xong thì chúng ta sẽ lên cam mồi ở trên post trên page mới, tạo cái page mới nhá. Nhớ là page mới và kẹp thêm cái quốc gia nếu như mà chúng ta lách thuế. Còn đối với những ai mà có clone hoặc via đã ngâm lâu rồi thì chúng ta có thể lên page mới và không cần kẹp quốc gia nhá. Như cái video trước thì mình đã hướng dẫn đấy, via cái clone của mình ngâm khá là lâu rồi và mình lên quảng cáo ấy, mình cũng không để cái quốc gia lách thuế đâu và vẫn hoạt động như thường. Đấy, thì đấy là cách mà mình tạo ra những tài khoản không bị hold. Nhất quyết là không chơi với tài khoản hold. Sau này nếu như mà không còn cách nào làm nữa thì mình mới chịu chơi với cái tài khoản hold nhá. Thì đấy là
ở cái video hướng dẫn của mình, và hẹn mọi người ở những video hướng dẫn tiếp theo của mình nhé. Đừng quên bấm vào nút chuông, bấm vào nút đăng ký kênh để nhận những cái video khi mà mình ra mới nhất nhé.